Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Hôm nay là chúng ta đã đi đến những cái ngày gần cuối của tháng 8 rồi. Và như tất cả những cái thông tin mà chúng ta đều biết, đó chính là vào tháng 9 chúng ta sẽ được chứng kiến sự ra mắt của iPhone 16 series. Và cùng cái thời điểm đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái phiên bản iOS 18, phiên bản chính thức. Chính vì vậy ngày hôm nay Apple họ đã cập nhật một cái phiên bản có thể coi là một cái phiên bản beta cuối cùng trong cái đợt cập nhật về iOS 18, tất cả những cái phiên bản Developer Beta. Thì ngày hôm nay Apple họ đã cập nhật iOS 18 Developer Beta 7. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem trên cái phiên bản này thì Apple họ sẽ cập nhật những cái tính năng gì, và đi kèm vào đó thì khi nào chúng ta sẽ có một cái phiên bản iOS 18 phiên bản chính thức nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và điều đầu tiên khi mà các bạn tiến hành cập nhật lên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 7 này thì chúng ta sẽ cần khoảng 800MB thôi. Nó tương đối là nhẹ nhàng so với những cái phiên bản lần trước. Và hiện tại thì mình cũng đã cập nhật lên con 12 Pro Max này rồi. Tại vì con iPhone 15 Pro của mình á thì đang ở cái phiên bản là iOS 18.1 Developer Beta 2, cho nên là mình sẽ không thể nào cập nhật được cái phiên bản iOS 18.0 Beta 7 được, cho nên bắt buộc mình phải cập nhật lên cái con máy này. Thì ở thời điểm hiện tại mình cũng đã cập nhật lên xong, và ở đây các bạn có thể thấy mã của cái phiên bản này nè là iOS 18A22546A. Thì có thể coi khi mà Apple họ đã để chữ A ở đây đồng nghĩa với việc là đây có thể là cái phiên bản iOS 18 Developer Beta cuối cùng mà Apple họ tung ra. Và sắp tới thì trước khi có một cái phiên bản chính thức thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản, đó chính là phiên bản RC, được coi là một cái phiên bản chính thức dành cho những anh em nào đang dùng Developer Beta. Còn với cái phiên bản mà Global nhá, thì tất cả những cái chiếc máy đang dùng iOS 16 hoặc là đang dùng Public Beta thì các bạn sẽ có thể cập nhật lên một cách hoàn toàn bình thường. Và sau khi mà mình đã cập nhật lên xong á, thì từ sáng đến giờ mình cũng đã sử dụng cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 7 này rồi. Và thực ra với cái phiên bản này nha, thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái tính năng nào mới cả. Và chủ yếu thì Apple họ sẽ cập nhật cái phiên bản này, thứ nhất là cho nó đủ cái số lượng những cái phiên bản beta. Và thông thường với những cái phiên bản gần cuối trước khi mà ra những cái phiên bản chính thức á, thì Apple họ sẽ tập trung để mà có thể sửa những cái lỗi còn tồn đọng ở trên những cái chiếc iPhone được cập nhật lên những cái phiên bản iOS 18 Developer Beta trước. Và cái điều đầu tiên đó chính là ở cái thanh Control Center này, mình không biết là các bạn có bị hay không. Tuy nhiên á, khi mà các bạn đã set up một cái thanh Control Center như thế này, và khi mà các bạn tiến hành reset lại máy hoặc là tắt nguồn và bật lại, thì ngay lập tức cái thanh Control Center này nó sẽ được trả về mặc định. Có nghĩa là nó sẽ không có giống như những cái gì mà các bạn setup. Cho nên là chúng ta bắt buộc phải setup lại những cái tính năng này. Thì ở cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 7 này á, thì Apple họ đã khắc phục triệt để cái tình trạng này. Còn nói về những cái tính năng á, thì gần như chắc chắn nha. Ở đây chúng ta sẽ có về phần ảnh đầu tiên chẳng hạn, các bạn sẽ không còn cái tab vuốt ngang như thế này nữa, và chúng ta sẽ coi một cái album nó full như thế này luôn. Cái điều thứ hai đó chính là những cái tab tiếp theo, ví dụ như là được chia sẻ nè, hay là những cái tab về album rồi nó phân ra từng mục á, thì nó sẽ được để dưới dạng là những cái ô như thế này, và nó sẽ không có dồn xuống phía dưới nữa, và các bạn sẽ lướt ngang để xem. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có phần tùy chỉnh và sắp xếp lại. Và tất cả những cái tính năng này ngay trên cái phiên bản iOS 18, phiên bản RC và phiên bản chính thức thì nó sẽ được sử dụng luôn, chứ nó sẽ không phải là thay đổi như là phiên bản Beta 1 hay là Beta 2. Rồi, và điều tiếp theo là chúng ta cũng sẽ sở hữu luôn cái tính năng là có một cái icon Bluetooth sử dụng nhanh ở đây, để mà các bạn có thể dễ dàng truy cập bật tắt Bluetooth. Đây là một cái điều mà người dùng đã chờ đợi khá là lâu rồi. Khi mà chúng ta phải bật vào trong này rồi là các bạn phải nhấn giữ vào để chúng ta có thể kết nối Bluetooth, thì bây giờ chúng ta có một cái phím tắt được nằm ở đây. Thì trên cái phiên bản iOS 18, phiên bản RC và phiên bản chính thức thì chúng ta sẽ sở hữu được tất cả những cái tính năng này.
Và ngoài ra thì những cái điểm mà Apple họ sửa lỗi trong cái phiên bản cập nhật lần này thì gần như nó sẽ liên quan về phần bảo mật, cho nên chúng ta sẽ không thể nào phát hiện được là nó sẽ khác so với cái phiên bản beta 6 hay là những cái phiên bản beta trước đó về mặt tính năng. Cho nên là các bạn nhìn cái phiên bản này thì cập nhật lên thì gần như là nó y chang như vậy. Nhưng có một điểm mà mình nhận thấy được khi mà mình cập nhật lên cái phiên bản này, đó chính là mình đo hiệu năng bằng Grip Band 6 á, nó cực kỳ là tốt luôn nha. Ở đây các bạn có thể thấy ở dưới này chúng ta sẽ có 1295 điểm đơn nhân và 3611 điểm đa nhân. Đây là cái phiên bản được mình đo là iOS 18 Developer Beta 6. Ở tuần trước mình đã chia sẻ giới thiệu cho các bạn rồi. Và ở cái phiên bản lần này thì điểm đơn nhân của chúng ta tăng gần 1000 điểm và điểm đa nhân cũng vậy. Đó, về hiệu năng thì đây các bạn có thể thấy là Apple họ đã cải thiện khá là nhiều. Trong khi đó những cái phiên bản cập nhật lần trước như mình đã chia sẻ trên con 15 Pro của mình chẳng hạn, kể cả iOS 18 hay là iOS 18.1 Beta thì về phần hiệu năng của nó gần như là nó không khác nhau, trên lệch chỉ có vài chục điểm thôi. Và vài chục điểm này với một con iPhone 15 Pro á, thì gần như các bạn sẽ không thể nào thấy được cái sự khác biệt. Và khi mà mình cập nhật lên cái phiên bản này với con iPhone 12 Pro Max của mình á, mình cảm thấy nó tương đối là mượt mà. Mặc dù là ở trên cái con máy này nhá, pin của mình đang ở cái tình trạng là bảo trì rồi, có nghĩa là dưới 80%, đây 77% nha các bạn. Tuy nhiên tất cả những cái tác vụ khi mà mình sử dụng nó đều cực kỳ là mượt mà luôn, chưa gặp phải cái tình trạng lỗi hay là giật lag như những cái phiên bản lần trước nữa. Còn về phần pin á thì các bạn có thể trải nghiệm và sau đó comment với mình ở phía bên dưới nha. Tại vì mình mới có cập nhật cái con 12 Pro Max này vào lúc sáng hôm nay thôi, và mình sử dụng nó, mình tìm hiểu những cái tính năng nó tương đối là nhẹ, cho nên là nó cũng sẽ không có hao pin nhiều. Và một cái điểm mà các bạn chắc là chúng ta sẽ khá là quan tâm, đó chính là khi nào Apple họ sẽ tung ra cái phiên bản iOS 18, phiên bản chính thức. Thì ở đây mình sẽ mở cho các bạn phần lịch để mà chúng ta có thể dễ dàng theo dõi. Hôm nay là ngày 21 tháng 8, chúng ta có phiên bản iOS 18 Developer Beta 7. Thì trong một vài năm trở lại đây, với những cái phiên bản iOS đầu tiên mà Apple họ cập nhật thì thông thường với beta họ sẽ cập nhật lên đến tận là iOS Beta 8 và sau đó mới tới cái phiên bản RC. Đồng nghĩa với việc trên cái phiên bản beta 7 này, nếu như nó không có lỗi, nó hoạt động mượt mà và không có bất kỳ một cái feedback nào từ lập trình viên, thì chúng ta sẽ không có cái phiên bản beta 8 vào tuần sau, là vào khoảng ngày 27 hoặc là 28 tháng 8. Và sau đó thì chúng ta sẽ được nghỉ một tuần. Đó, thì chúng ta sẽ được tung ra cái phiên bản iOS 18 phiên bản RC vào khoảng ngày 3 hoặc là ngày 4 tháng 9. Còn nếu như vào tuần sau chúng ta có phiên bản beta 8 vào khoảng ngày 27, 28 tháng 8 á, thì cái phiên bản RC nó sẽ được cập nhật vào khoảng ngày 10 hoặc là ngày 11. Có nghĩa là tính từ cái phiên bản cuối cùng cho đến cái phiên bản RC thì chúng ta sẽ cách nhau khoảng 2 tuần. Và từ cái phiên bản RC á, cho tới cái phiên bản chính thức thì chúng ta sẽ cách nhau từ 1 cho đến 2 tuần, tùy thuộc vào cái lộ trình của Apple và tùy thuộc vào những cái phiên bản trước đó nó có lỗi hay không, thì cái thời gian này nó sẽ được rút ngắn lại. Và khi mà Apple họ tung ra cái phiên bản iOS 18.0, đồng nghĩa với việc là iPhone 16 series sẽ được ra mắt và sẽ được bán ra trong cái tháng đó luôn. Cho nên có thể coi trong cái tháng tới là một cái tháng khá là bận rộn đối với iFan, khi mà chúng ta có iOS 18 phiên bản RC, rồi là phiên bản chính thức nè, rồi là chúng ta sẽ có sự ra mắt của iPhone 16 series nè, rồi chúng ta cũng sẽ có cái sự tiếp nối của iOS 18.1 bản developer beta tiếp theo. Tại vì tuần trước chúng ta đã nhận một cái phiên bản iOS 18.1 developer beta rồi, cho nên tuần này chúng ta sẽ tạm thời nghỉ với cái phiên bản iOS 18.1 này và chúng ta sẽ hẹn ở một cái thời gian tới. Và như mình đã chia sẻ với các bạn rồi, với cái phiên bản iOS 18.1 developer beta này thì Apple họ sẽ không có cập nhật thường xuyên đâu, mà họ sẽ rải ra từ 2 cho đến 3 tuần một cái phiên bản cập nhật dành cho iOS 18.1 developer beta. Còn về cái phiên bản chính thức dành cho iOS 18.1 developer beta thì chắc chắn nó sẽ được ra mắt sau khi iPhone 16 series được bán ra trên toàn cầu. Các bạn nhớ nha, trên toàn cầu chứ không phải là ở những cái thị trường lớn. Và các bạn đều biết là
so với những cái thị trường Mỹ hay là Singapore thì ở Việt Nam của chúng ta sẽ bán sau đâu đó khoảng 2 tuần là những cái năm gần đây thì chúng ta đã được giảm cái thời gian này lại chỉ còn 2 tuần thôi. Còn với những năm trước đó từ iPhone 12 hay là iPhone 13 thì chúng ta sẽ phải đợi khoảng 4 tuần thì chúng ta mới có iPhone chính hãng ở Việt Nam. Còn với 14, 15 thì mình thấy là nó đã giảm cái thời gian đi rồi, còn khoảng 2 tuần thôi. Và với iPhone 16 series thì cũng như thế. Cho nên là như mình đã chia sẻ với các bạn, tháng tới sẽ là một tháng cực kỳ là bận rộn với iPhone, rất là nhiều những cái cập nhật mới và chúng ta cùng đón chờ nhé. Và không biết là các bạn đã cập nhật lên phiên bản iOS 18 Developer Beta 7 hay chưa? Hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!